Thúy Nga, chuyên gia về da liễu và sắc đẹp và lĩnh vực làm đẹp. Sau đây thì tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn một chủ đề ngày hôm nay, đó là cái phương pháp trị nám bằng lá tía tô. Như tất cả các clip trước, nếu các bạn đã theo dõi thì đã biết là tôi đã chia sẻ với các bạn về rất rất nhiều cái phương pháp trị nám tại nhà. Nhưng ngày hôm nay là một cái phương pháp rất mới và nó sẽ có những cái cách thức làm như thế nào thì cùng tôi chia sẻ những cái vấn đề sau đây nhé. Thì đối với lá tía tô thì chúng ta sẽ có 4 cách trị nám bằng lá tía tô rất là đơn giản mà cực kỳ hiệu quả tại nhà. Lá tía tô được biết đến như một cái loại rau thơm ăn không thể thiếu hàng ngày và được sử dụng trong bữa ăn của người Việt Nam cũng khá là phổ biến. Nó là một cái vị thuốc trong y học được chữa các bệnh ví dụ như là cảm lạnh này, ho, khó thở, đau bụng, đầy hơi, vân vân. Bên cạnh đó, lá tía tô còn có công dụng là trị nám chống lão hóa cho làn da. Trong lá tía tô thì có chứa những cái hợp chất ví dụ như là vitamin A, C và khoáng vi lượng như là canxi, như là sắt, phốt pho, kẽm và một số những cái tinh dầu khác. Các hợp chất này thẩm thấu sâu vào trong lớp biểu bì, làm tăng cái quá trình sản sinh tế bào mới và lấp đầy những cái lớp da mà chúng ta bị sạm, bị nám, tàn nhang trước đó. Và nếu như kiên trì trong một cái thời gian dài thì da của chúng ta cũng sẽ đẹp không tì vết đấy. Và lá tía tô còn có công dụng là không phải là ai cũng biết đến, đó là cái phương pháp trị nám bằng lá tía tô. Và dưới đây là một số những cái cách trị nám bằng lá tía tô tôi xin chia sẻ cho các bạn. Cái phương pháp đầu tiên chúng ta thực hiện như thế nào thì hãy cùng lắng nghe nhé. Cách thực hiện này, chúng ta sẽ dùng một nắm lá tía tô ngâm qua nước muối, sau đó thì rửa sạch, cho vào cối xay sinh tố hàng ngày của chúng ta. Dùng bông hoặc là bông tẩy trang hoặc là cốt tông thấm cái hỗn hợp mà chúng ta vừa mới xay ra, thoa đều lên trên mặt hoặc là massage thư giãn trong vòng tầm từ 10 cho đến 15 phút, sau đó thì chúng ta có thể rửa sạch lại. Và cái phương pháp này thì chúng ta nên kiên trì tầm từ 2 cho đến 3 lần trên một tuần để hết hẳn toàn bộ những cái vết nám. Bên cạnh cái việc mà thoa nước ép bằng lá tía tô lên trên khuôn mặt thì chúng ta có thể là dưỡng từ sâu bên trong là bằng cách là xay cái sinh tố lá tía tô để uống. Và cái cách thực hiện thì nó cũng giống như trên thôi, tức là chúng ta cũng dùng lá tía tô, sau đó là rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố, xay và ép lấy nước để uống hàng ngày. Và cái cách thứ hai mà tôi xin chia sẻ với các bạn là cái cách thực hiện thứ hai từ cái phương pháp mà sử dụng lá tía tô, là nếu như mà bạn muốn nuôi dưỡng một cái làn da từ bên trong nhưng mà cái sinh tố tía tô nó lại không hợp khẩu vị với bạn, thì bạn có thể uống trà tía tô, vừa thơm lại vừa dễ uống, đồng thời lại có lợi cho sức khỏe rất là nhiều. Đây là một cái phương pháp mà một cái mẹo, có thể gọi là một cái mẹo trị nám của người Nhật Bản từ rất là lâu đời rồi. Với cách này thì làn da của chúng ta sẽ trắng hơn, ngăn chặn được quá trình hình thành các hắc sắc tố melanin gây nám. Thì các bước thực hiện của chúng ta ra sao? Đầu tiên chúng ta sẽ phơi khô lá tía tô, sau đó thì cho vào nước đun tầm khoảng từ 3 đến 5 phút để cho ngấm. Và khi uống trà tía tô thì thường xuyên thúc đẩy cho chúng ta những cái tế bào chết nó sẽ được đào thải ra ngoài, cải thiện được cho cái làn da của chúng ta, nó sẽ không bị khô, không bị sạm, làm cho cái làn da của chúng ta nó sáng dần lên, giúp da của chúng ta mịn màng hơn nhiều. Và không những vậy thì đây cũng là một cái cách để làm chậm quá trình lão hóa rất là tuyệt vời mà chị em chúng ta có thể thực hiện tại nhà. Và cái thứ ba, cái cách thứ ba để chế biến lá tía tô làm như thế nào để chúng ta có thể điều trị nám, thì để phát huy hết tất cả những cái khả năng điều trị nám từ lá tía tô thì bạn có thể là kết hợp lá tía tô cùng với cả nước cốt chanh để tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng da làm mờ nám. Và cách thực hiện như sau. Chúng ta sẽ dùng khoảng 100g lá tía tô tươi, sau đó thì dùng 2 muỗng nước cốt chanh, sau đó thì lá tía tô xay nhuyễn, rửa sạch xay nhuyễn, vắt lấy nước, và cái nước đó thì chúng ta có thể là trộn với nước cốt chanh
Sau đó thì thoa đều trên vùng da bị trị nám. Và khi mà chúng ta thoa thì chúng ta chỉ cần chỉ giữ được trong cái thời gian là tầm khoảng 10 phút là chúng ta sẽ phải rửa sạch luôn đi nhá. Chứ chúng ta lưu ý là không nên để quá lâu. Và cái phương pháp thứ tư là phương pháp cuối cùng để chúng ta chế biến lá tía tô như thế nào để có thể điều trị được nám. Thì cái phương pháp thứ tư là phương pháp là uống hoặc là đắp mặt nạ có thể điều trị nám, thì bằng có thể là bằng cái phương pháp là xông hơi bằng lá tía tô. Thì chúng ta sẽ đun lá tía tô lên, sau đó thì lấy một cái khăn chùm vào, xông hơi tầm khoảng từ 10 cho đến 15 phút. 15 phút. Phương pháp này thì giúp loại bỏ triệt để những cái bụi bẩn nằm trên bề mặt da của chúng ta. Ngoài ra những cái lượng bã nhờn mà nó còn đang tích tụ trên bề mặt da của chúng ta cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và cái phương pháp này cuối cùng cũng sẽ là một cái tác dụng cuối cùng, cũng sẽ làm cho da của chúng ta được sáng hơn, mịn màng hơn và mờ dần vào cái vết nám. Với những cái mẹo dân gian rất là nhỏ vừa rồi, bằng cái phương pháp là trị nám tàn nhang bằng lá tía tô, thì bạn nên kết hợp cùng với cả ăn uống hàng ngày, điều dưỡng cái chế độ ăn uống, ví dụ như giảm đường, giảm mỡ, ăn uống nhiều những cái sản phẩm liên quan đến rau củ quả hoặc là chứa nhiều vitamin C. Thì hai cái phương pháp này, từ bôi ngoài, từ điều chỉnh dinh dưỡng từ bên trong, thì chúng ta sẽ có một kết quả là rất là tuyệt vời. Và trên đây đó là bốn cái phương pháp chế biến lá tía tô để giúp điều trị nám tại nhà cho chị em. Tôi hy vọng rằng là qua những cái phần chia sẻ nhỏ như thế này, cái làn da của chị em của chúng ta, những chị nào mà bị mắc bệnh lý cũng sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và lưu ý, đối với cái phương pháp dân gian như thế này, phương pháp tự nhiên như thế này, thì cũng đòi hỏi một cái sự kiên trì rất nhiều từ chị em. Chúc cho các chị em sẽ thành công và luôn luôn xinh đẹp.